hello hello xin chào các bạn để đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là đầu tuần thì uh, Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái thông tin thú vị Thu muốn chia sẻ với các bạn Và những gì các bạn cần nên biết trong tuần này liên quan đến Fed, liên quan tới Vassal harford à, uh, liên quan đến trung bình giá vân vân Nhưng mà trước khi mà Thuận đi vào những chi tiết đó đó Thuận muốn dành uh, một vài phút Trước hết là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái kênh này và ủng hộ Thuận Capital trong vòng uh, bao nhiêu năm qua Và các bạn là động lực lớn nhất đó để Thuận tiếp tục tại vì uh, nhiều khi đó không phải như nào thường cũng có hứng thú uh, để mà tiếp tục chia sẻ thông tin cho các bạn nhiều nhà giống như là hôm nay đó đầu tuần công ty thì bận thị trường đó thì lại uh, không được tốt và nhiều khi cũng bận công việc uh, liên quan đến gia đình vân vân nhưng mà không sao cả mỗi lần mà thường nghĩ đến là các bạn đã cùng thường khác đồ trải qua biết bao nhiêu là sự kiện trong vòng 5 năm qua chớp mắt mà đã hơn 5 năm rồi thường làm cái kênh youtube này và 5 năm qua thì uh, buồn có vui có À, hưng phấn có chán nản cũng có luôn các bạn cũng đã biết là chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu à, là thời điểm trong cái à, thị trường này nhưng mà có một điều đó là mỗi lần tôi nghĩ đến là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ bao nhiêu năm qua đó thuận với các bạn thì cùng nhau tìm hiểu uh, về cái thị trường này thuận có như các bạn mà thôi là một người đầu tư dài hạn và hiểu tới đâu thì chia sẻ tới đó không phải lúc nào cũng đúng nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cũng giống như là nhìn vào cái con số view hiện bây giờ trên những cái video đó thì uh, Đối với là nhiều người có thể là những con số của kênh Thuận Capital như là 11.000, 12.000, 15 16.000 lượt view cho mỗi video đó thì có thể nhiều người nói là quá ít Nhưng mà thật ra đối với Thuận đó, một kênh tiếng Việt chuyên về tài chính nhưng mà lại chuyên về một cái lĩnh vực rất mới đó chính là Crypto Và trong một thời điểm mà giá đi xuống như thế này đó thì cũng là một con số đối với Thuận nó cũng rất là tự hào và một con số mà Thuận rất là thấy an ủi khi mà các bạn uh, tiếp tục ủng hộ kênh, có thể nhiều bạn không biết đó những lúc như là sôi động năm 2017 đó cuối năm đó khi mà giá của BTC lên uh, 19.500 đô đó giống như cái mức giá hiện bây giờ mà thường sẽ chia sẻ thêm tại vì một số bạn nói là những người nào mà đồ từ năm 2017 tới bây giờ đó thì hoài vốn thậm chí là có thể là lỗ một chút, tùy thôi các bạn mua mức giá nào nhưng mà thực sự không hẳn đâu các bạn nên thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà những lúc đó đó là ở những lúc mà mọi người rất là sôi động, cái lượng view lúc đó đó, nhưng mà nào mà trở lại thời điểm năm 2017 đó thì ngay cả cái lúc sôi động nhất, cái lượng view cũng không bằng cái số lượng view mà ngay thời điểm bây giờ lúc mà thị trường ảm đạm nhất. Có nghĩa là số lượng viên bây giờ còn nhiều hơn là thời điểm sôi động của năm 2017 mặc dù là giá cả không được tốt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây đó là một dấu hiệu thị trường càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng có nhiều người có lòng tin vững chắc với lại Bitcoin crypto hơn. Cho nên mặc dù là giá đã xuống nhiều, mặc dù là nhiều người đã rời khỏi thị trường này rồi nhưng mà cái số lượng vi bây giờ vẫn cao hơn là cái số lượng viên của Thuận Capital năm 2017. Đó là những gì mà mình thường nhận thấy được. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy tiếp tục để mà chia sẻ về những thông tin nổi bật của ngày hôm nay đi thì trước hết các bạn đã thấy là tối hôm qua giá cả đột ngột đi xuống tới cái mức là còn có 18.240 mà thôi à, nhưng mà sau đó thì giá đã có cái sự hồi phục trở lại cái mức là 19.400 đô giống như là không có sự kiện gì xảy ra hết các bạn thấy là trở lại cái mức giống như cuối tuần qua và cả trên crypto đó thì một lần nữa chúng ta đã thấy là dưới 1.000 tỷ đô la không phải là nhiều lắm nhưng mà cũng đang dưới 1.000 tỷ đô la và giá cả của BTC đó tuy là đã trở lại cái mức cái tỷ vài ngày là khoảng uh, 19.500 đô nhưng mà Ethereum thì vẫn ở mức thấp là 1.366 sau khi có hiện tượng Namor tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn về Ether một lát nữa chúng ta có những đồng khác như là BNB 270 đô thì uh, nói chung trong vòng 24 giờ qua đó sau khi mà nhiều những cái đồng xuống mạnh thì hôm nay trong vòng 24 giờ qua cũng đã có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại trở lại cái mức giống như là cách đây hai ngày và chúng ta có thể à, nhìn thấy được là thị trường chứng khoán hôm nay đó cũng có một kết thúc màu xanh, tuy là không phải là xanh lắm nhưng mà chúng ta nhìn thấy những chỉ số lớn như là chỉ số à, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng khoảng chừng là 0.6, 0.7. Pre-market hiện tại thì cũng tăng một chút nhưng mà không phải nhiều lắm, tăng khoảng chừng là 0.2% mà thôi cho những cái chỉ số như là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures. À, còn vì vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được là cũng hồi phục nhẹ trở lại Vẫn dưới 1.700 đô cho một ounce vàng Nhưng mà à, cũng đã tăng trở lại mức là 1.685 đô cho một ounce vàng Còn vì dầu thì à, không gì thay đổi hết Dầu cũng tiếp tục mức là 85 đô mà thôi Cũng như chúng ta đã thấy tuần vừa rồi Thì trong tuần này đó chúng ta cần phải quan tâm đến những sự kiện gì Và các bạn thấy được tháng 9 đã gần kết thúc rồi Và tháng 9 là một tháng mà có đầy sự kiện luôn trong tuần này đó chúng ta sẽ có hai sự kiện lớn và là hai sự kiện lớn cuối cùng của tháng này à, thứ nhất đó chính là Fed sẽ họp và có kết quả về lãi suất vào ngày 21 ở Hoa Kỳ là 11 giờ trưa giờ Cali còn ở Việt Nam đó đó chính là khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tây khi mà có thông tin thường sẽ chia sẻ ngay lập tức với các bạn trên những cái mạng xã hội và Thông tin thứ nhì đó chính là cập nhật vaso Upgrade của Cardano vào khoảng ngày 22 Tây ở Hoa Kỳ thì cập nhật Vaso là cập nhật rất lớn của Cardano đây là một cái ha phốt là ha phốt này đó sẽ có một số những cái đề xuất thân nhớ là tổng cộng là có khoảng ba bốn cái đề xuất riêng về công nghệ đó thì thuận thì không đạt về công nghệ nhưng mà theo đơn hiểu đó là sau khi có cập nhật Basel rồi Thì uh, mạng lưới của Cardano đó sẽ là một mạng lưới nhanh hơn và có cái hiệu quả tốt hơn uh, Nhất là nói với những cái smart contract của Cardano cho nên đây là cập nhật mà nhiều người đã chờ đợi Và đây là cái uh, cập nhật mà người ta đã chờ đợi mấy tháng nay rồi tại vì đã bị trì hoãn hai lần Nhưng mà tuần này sẽ là tuần mà có cập nhật Basel upgrade mà nhiều bạn đã quan tâm đến trong vòng nhiều tháng qua. Chúng ta nói tới cái thông tin lớn hơn đi đối với thường đó chính là thông tin liên quan tới Fed là thông tin mà ảnh hưởng đến cả thị trường tài chính. Thì chúng ta đã biết là Fed trong tuần này họ sẽ bắt đầu họp và sẽ có cái kết quả vào ngày 21 tháng 9 có nghĩa là hai ngày nữa ngày mai họ sẽ bắt đầu họp rồi ngày kế tiếp ngày 22 ở Việt Nam 21 của Hoa Kỳ sẽ có kết quả và chúng ta thấy được thì bây giờ dựa theo hợp đồng tương lai của CME đó nhưng mà nào mà theo dõi kênh này một thời gian dài cũng đã biết là cái sự ước tính của CME khá là chính xác đối với lại cái phần trăm tăng lãi suất của Fed và chúng ta đã nhìn thấy được trên màn hình đó thì bây giờ thì lãi suất của Fed là khoảng 2.5 phần thì đợt này chúng ta thấy được là 82 những hợp đồng tương lai là nghiêng về Fed sẽ tăng thêm 0.75 phần trăm nữa và có một phần nhỏ là 18% nghĩ là Fed tăng tới 1% luôn Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy là Fed có cái sự tăng lãi suất là 0.75 Thì cũng như là ước tính của những cái nhà đầu tư Thì thị trường thì nghĩ sẽ không có phản ứng nhiều đâu nhưng mà nếu mà Fed ngược lại tăng 1% luôn đó, thì trường sẽ rất là đỏ đối với thằng là vậy tại vì chỉ có 18% hợp đồng là nghiêng về tăng 1% mà thôi. Còn à, về tăng 0.5 như là một số người bây giờ vẫn đang mong đợi đó thì khả năng đó hầu như là không có hiện tại. Tôi nói là hầu như là không có tại vì chúng ta thực sự đâu biết được Fed sẽ làm gì đâu. Đây chỉ là phân bổ về những hợp đồng tương lai mà thôi là người ta ước tính như thế nào. Phần lớn vẫn nghiêng về 0.75 và thuận cũng nghĩ như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta dựa vào những sự kiện xảy ra gần đây Chúng ta đã nhìn thấy được là lạm phát của tháng 8 này đó Tuy là con số giảm trong vòng 12 tháng qua Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là ngoại trừ xăng dầu ra đó Thì những cái mặt hàng khác như là chăm sóc sức khỏe hay là chúng ta nói tới lương thực đó, thì vẫn tiếp tục tăng à, dẫn đến là cái kết luận bây giờ của nhiều người là lạm phát thật sự là vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm và vì lý do đó đó không có lý do gì mà chúng ta nên nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất hết Fed sẽ tăng và thuận lại nghĩ là khả năng là Fed tăng dưới 0.75 là khả năng rất là thấp tại vì phần trăm lạm phát vẫn chưa có cái dấu hiệu suy giảm và Fed chúng đã nói là khi nào mà có dấu hiệu suy giảm rõ ràng thì Fed mới tăng chậm hơn hoặc là không tăng bây giờ thì chưa phải là lúc đó cho nên 0.75 là khả năng cao hơn đối với thuận còn về một phần trăm đó thì tại sao thuận lại không nghĩ khả năng này cao giống như là các bạn nhìn thấy trên màn hình tại sao nhiều người không nghĩ là khả năng một phần trăm là cao tại vì một phần trăm sẽ gây ra một cú sốc cho thị trường tại vì các bạn thấy được là Fed đã nói nhiều lần tuy là không nói rõ ràng nhưng mà đã có nhiều người Fed nói nhiều lần đó là tăng 0.75 đã là cái mức tăng coi như là mà trong cái sự suy nghĩ của Fed rồi. Ngoài trừ là Fed thay đổi suy nghĩ là 0.75 không đủ mạnh mà thôi. Chứ còn khi mà họ nói tới tăng mạnh đó, là họ đề cập đến là tăng 0.75. Cho nên nếu như mà Fed tăng 1% thì trường sẽ rất là đỏ. Ngược lại, nếu như mà thường đoán sai đó mà Fed chỉ tăng có 0.5% mà thôi, thị trường sẽ rất là xanh. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu thêm chi tiết đó, thì trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Palm Swap thì palm swap đó là một cái giao thức phi tập trung để giao dịch các hợp đồng vĩnh cửu palm cho các bạn một hệ sinh thái bao gồm quản trị phần thưởng giao dịch để kiếm tiền trade to earn farms và staking tất cả được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng và phân cấp trong tương lai của palm swap mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng nói về hệ sinh thái của palm thì như trên hình đó các bạn đã thấy cái phân bộ của token palm Tuy nhiên đó, đáng chú ý là cơ chế giảm phát của token này mua lại và đốt 50% doanh thu của sàn giao dịch. Phần doanh thu này đó là từ các hạng mục như là quản trị DAO và đề xuất bỏ phiếu, lợi nhuận từ staking, LP farm, Trade Rewards và chương trình Retroactive Trading Chương trình giới thiệu thúc đẩy tăng thu nhập, tiền đặt cọc và các dự án để khởi động project ở trên Launchpad Và chương trình cộng đồng Fairlaunch sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 9 năm 2022 Và các bạn sẽ thấy cái lịch trình sắp tới của dự án trong bài hướng dẫn này Cũng như là Palm Alpha NFT đó sẽ từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 9 Ra mắt Palm Pad vào ngày 10 tháng 9 Mở bán token Palm vào ngày 20 tháng 9 và Alpha Mainnet phát hành vào ngày 3 tháng 10 năm 2022. Thì những người nào mà con thú đó thì để tham gia chương trình Fair Launch thì các bạn cần phải có sẵn BNB trong ví của bạn tới trang Launchpad Enter the amount of BNB nghĩa là các bạn để vào cái số lượng BNB sau đó bấm Deposit rồi sau đó bấm chữ Done Các bạn cũng có thể tham khảo những dự án tương tự như Palm Swap và họ đã đạt được những cái thành công như thế nào giống như là DYDX Exchange, Perp.fi, và Apollo X, những dự án này đã đều có một cái sự thành công nhất định khi mà bắt đầu. Và như thế nào mà con thú đó thì có thể theo dõi các thông tin cập nhật từ cộng đồng Swap và đặc biệt là các bạn đừng quên chương trình Community Fellows vào ngày 20 tới ngày 23 tháng 9 năm nay và tất cả những thông tin chi tiết sẽ nằm ở dưới cái video này để các bạn tìm hiểu thêm. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại để nói tới những cái thông tin nổi bật trong video này. Nhưng mà nếu như Fed chỉ tăng có 0.5% nữa thì thuận lại có một cái suy nghĩ khác. Các bạn cũng đã biết là tháng 11 ngày 8 tháng 11 năm 2022 là một ngày rất lớn ở Hoa Kỳ tại vì đó là ngày bầu cử dựa nhiệm kỳ. Thì bầu cử nhiệm kỳ là gì? Trong năm nay đó có nghĩa là 435 cái ghế của Hạ Viện sẽ được bầu lại và hơn 1 phần 3 cái số ghế của Thượng Viện sẽ được bầu lại như là 35 ghế tổng cộng trong 100 ghế. Thì đây là một cái đợt tái bầu cử cho rất nhiều những nghị sĩ đây là một cái thông tin rất là lớn có thể thay đổi được là đảng nào nắm quyền ở trong cái phần nào của quốc hội của hoa kỳ cho nên nếu như mà Fed chỉ tăng có 0.5% mà thôi đó Thì thường là nghĩ là có phải là liên quan đến bầu cử dư nhiệm kỳ hay là không Tại vì tuy là Fed lúc nào cũng nói là Fed chỉ có hai trách nhiệm mà thôi Trách nhiệm đầu tiên của Fed đó chính là quản lý phần trăm lạm phát Và trách nhiệm thứ nhì của Fed đó chính là quản lý phần trăm thất nghiệp Có nghĩa là người dân Hoa Kỳ phải có công an việc làm Đó là hai điều giết mà Fed quan tâm Fed không có quan tâm đến chính trị Fed cũng không có quan tâm đến thị trường chứng khoán ra sao, tài chính như thế nào, thị trường bất động sản ra sao, những điều đó là không phải là điều mà Fed quan tâm đến, chỉ quan tâm đến hai điều mà thân vừa chia sẻ mà thôi. Nhưng mà nếu mà Fed chỉ tăng có 0.5% đó thì có phải là Fed bề ngoài nói như vậy nhưng mà thật sự đó là tăng 0.5 để cho thị trường chứng khoán đỡ hơn một chút, tài chính xanh lại một chút để cho khi mà người ta đi bỏ phiếu cho những cái nghị sĩ đó trong cái đợt bầu cử duy nhiệm kỳ này À, người ta sẽ đỡ có cái sự chết bóc hơn Tại vì các bạn nên hiểu là Người dân Hoa Kỳ đó Một phần lớn là đầu tư vào chứng khoán Thông qua những cái quỹ về hưu đó Cái quỹ 401k Và khi mà người ta thấy là Cái chứng khoán đi xuống, thị trường đi xuống Hoặc là các bạn thấy được là bây giờ có nhiều người thất nghiệp Thì những cái nghị sĩ mà tái ứng cử đó Sẽ không tốt cho họ đâu Thì có phải là sẽ liên quan đến chính trị hay là không Thuận sẽ chờ đợi để mà xem Coi là Fed sẽ tăng như thế nào Nếu như tăng 0.75 thì thị trường sẽ coi như là phép tăng như là mọi người đã ước tính trước không có gì gọi là bất ngờ hết nhưng mà nếu như mà tăng một phần trăm sẽ là một bất ngờ xấu và tăng 0.5 là một bất ngờ tốt và cũng có thể liên quan đến chính trị vào ngày 8 tháng 11 đó là suy cá nhân của thùng mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và một điều nữa đó là phần lớn của người dân Hoa Kỳ tài sản của họ là nằm trong căn nhà thì Nhà đó là một trong những tài sản mà cho đến bây giờ vẫn chưa có cái dấu hiệu đi xuống mạnh. Tuy là các bạn thấy được là nhà ở Hoa Kỳ đó đã ngưng tăng ở rất nhiều nơi và ở rất nhiều nơi như là nơi mà thuận ở đó ở Quận Cam ở Hoa Kỳ thì cũng đã giảm xuống khoảng chừng 5 tới 10% tùy theo các bạn nói là thành phố nào và những thành phố như là Las Vegas thì cái phần trăm đi xuống nó nhiều hơn. Nhưng mà nói chung nhà vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống mạnh và đã có dấu hiệu không tăng nữa xuống mạnh thì chưa nhưng mà tôi nghĩ đó là đó là một trong những cái mảng mà sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong vài tháng tới đây khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất à, các bạn đã thấy được là vì Fed sẽ tăng lãi suất trong cái cuộc họp tuần này đó chúng ta đã thấy được là công trái phiếu của Hoa Kỳ 10 năm đã tăng lên tới mức là 3.51% cao nhất từ năm 2011 à, và chúng ta thấy được là công trái phiếu 2 năm của Hoa Kỳ đó đã tăng lên tới 3.9% cao nhất kể từ năm 2007 và khi mà các bạn thấy được là cái công trái phiếu phần trăm tăng trưởng đó thì đương nhiên có liên quan đến xu hướng tăng trưởng của phần trăm lãi suất của Fed cộng với lại là các bạn nên biết là cái phần trăm tăng trưởng không trái phiếu đó và giá của công trái phiếu là ngược chiều với nhau phần trăm tăng trưởng của lãi suất tăng lên đó, thì giá cả của công trái phiếu sẽ đi xuống và ngược lại hiểu đơn giản là không ai muốn mua công trái phiếu bây giờ nếu như mà những công trái phiếu phát hành sau này có cái phần trăm lãi suất cao hơn thì đương nhiên những cái công trái phiếu bây giờ phải bán với cái giá rẻ hơn rồi hiểu đơn giản là như vậy thì thường đang nói với các bạn đi qua đến bất động sản thì có nhiều bạn nói là tại sao thường tự nhiên nhảy qua nói về công trái phiếu làm cho mình không hiểu gì hết thì thường chia sẻ rõ hơn để các bạn hiểu đó chính là cái phần trăm lãi suất của bất động sản đó khi mà các bạn mượn tiền để mà đi mua nhà tại ngân hàng đó phần trăm đó nó sẽ đi theo xu hướng phần lớn là công trái phiếu 10 năm ở Hoa Kỳ thì sẽ có bạn hỏi thuận là tại sao lại không trái phiếu 10 năm mà không phải là không trái phiếu 30 năm Tại vì thường người ta mượn tiền mua nhà đó là người ta mượn 30 năm mà Nhưng mà trên căn bản đó những ngân hàng, những cái công ty cho vay để mà mua nhà đó Thì họ biết là người ta mượn tiền 30 năm nhưng mà người ta đâu có trả trong vòng 30 năm đâu Trong vòng vài năm sau hay là 7 năm sau hay là gì đó người ta sẽ refi nghĩa là mượn lại Với cái phần trăm lãi suất khác hay là mượn lại để mà giảm cái số tiền họ trả hàng tháng xuống Hay là trong vòng 5 năm, 7 năm, 10 năm thì họ đã nhà khác. Cho nên trên căn bản đó thì những công ty đó sẽ dựa vào công trái phiếu 10 năm và công trái phiếu 10 năm đó đang có xu hướng gì? Đó chính là cái xu hướng tăng lên. Thì các bạn cứ nghĩ đi, cái phần trăm lãi suất để mà mua nhà sẽ ra sao? Sẽ tiếp tục tăng theo cái xu hướng của công trái phiếu 10 năm. Và điều này có ảnh hưởng gì đến giá nhà? Để thường chia sẻ với các bạn. Đây là cái tài liệu được chia sẻ ngày hôm nay bởi cái hiệp hội xây nhà ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy đó hiệp hội này đưa ra một cái con số đó chỉ số này bây giờ mức là 46 dựa theo tài liệu ngày hôm nay thì 46 cái là gì để hiểu đơn giản đó chỉ số 46 này đó là dưới con số 50 mỗi lần mà cái chỉ số được đưa ra từ hiệp hội xây nhà Hoa Kỳ đó mà dưới 50 có nghĩa là không có tốt đây chính là một trong những dấu hiệu là cái nhu cầu mua nhà nhất là mua nhà mới đó đã giảm xuống rồi. Và để các bạn hiểu rõ hơn là con số 46 này đó là ngang hàng với là con số hồi tháng 5 của năm 2006 trước khi mà chúng ta có cái bong bóng bất động sản vỡ vào năm 2007, 2008 mà kéo dài cho đến 2012. À trước khi mà chỉ số này trở lại cái mức là 50 có nghĩa là cái nhu cầu mua nhà mới đó đã giảm xuống thêm vào đó nữa là chúng ta được là những cái công ty xây nhà mới đó họ cần phải giảm giá xuống và dựa theo thống kê đó được chia sẻ bởi hiệp hội này thì trong khoảng chừng là cái số lượng công ty xây nhà đó 1 phần tư khoảng 25 phần trăm đã phải giảm cái giá nhà xuống khi mà họ xây xong à, để mà khuyến khích người ta mua và thêm vào đó họ có những cái khuyến mãi như là à, có thể giúp đỡ các bạn có được cái phần trăm lãi suất tốt khi mà mọi ngân hàng à, cho lại một số tiền vân vân thì nói chung những công ty xây nhà đó ở Hoa Kỳ bây giờ thì cũng à, gặp cái vấn đề nan giải tại vì họ không bán nhà giá như là họ ước tính trước đây nữa. Tại vì các bạn nên nhớ những căn nhà đang xây bây giờ đó là có thể bắt đầu xây từ nhiều tháng trước lúc mà giá nhà vẫn tốt thì họ ước tính là khi mà xây xong đó họ sẽ bán ở mức giá nào đó à, để có lời nhưng mà bây giờ đã giá nhà đã không tiếp tục tăng nữa mà còn có xu hướng giảm thì đương nhiên những công ty này đó họ sẽ à, gặp cái vấn đề liên quan tới lợi nhuận thêm vào đó là những cái Vật dụng xây nhà công nhân đó đều tăng giá hết thì à, nói chung những công ty xây nhà bây giờ cũng không phải là ổn lắm giá nhà bây giờ đó Tuy là vẫn chưa có giảm xuống nhiều nhưng mà những công ty xây nhà đó thì họ cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm giá để mà khuyến khích người ta mua tại vì có thể là họ sợ giá nhà có thể tiếp tục giảm nữa vì chúng ta nên à, biết đó là cái phần trăm lãi suất 30 năm đó hôm nay một lần nữa lại lên tới con số là 6.2% trăm thì 6.2% để mượn 30 năm đó thì ảnh hưởng như thế nào đối với giá nhà để thuận là một bài toán đơn giản cho các bạn. Chúng ta nhìn vào trên màn hình đi thì giả sử như các bạn là một năm là 100.000 và các bạn có sẵn 100.000 đô để mà đặt cọc tiền căn nhà và các bạn mượn 30 năm đi thì đầu năm nay đó lãi suất khoảng chừng là 3% mà thôi chúng ta lấy 3% cho đơn giản đi thì 100.000 đô tiền lương các bạn làm cộng với 100.000 đao thì ước tính các bạn có thể mua được căn nhà ở à mức là 597.900 cho là 600.000 đi cho dễ hiểu thì nếu như mà cùng một mức lương đó cùng một số lượng tiền đao nhà đó bây giờ đã phần trăm lợi suất đã lên tới 6% như các bạn thấy thì cho là 6% đi các bạn chỉ mua được căn nhà đáng giá có 491.100 đô mà thôi có nghĩa là tính là 500.000 cho dễ hiểu đi thì các bạn đã mất đi 1 phần 6 cái sức lực mua rồi Có nghĩa là các bạn đã mất đi 16% cái sức mua của mình Có phải đây giá nhà giảm 16% hay không thì đương nhiên là chưa phải rồi Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy đó, đây là cái xu hướng đối thuận là giá nhà sẽ như vậy Tại vì chúng ta nhìn vào trên màn hình đó, đây là thống kê ở trên Twitter Được chia sẻ bởi Atlanta Fed thì chi nhánh Fed Atlanta đã cho thấy được là con số phần trăm trên màn hình các bạn nhìn thấy đó chính là cái à, phần trăm mà người dân Hoa Kỳ phải trích ra hàng tháng từ tiền lương của họ để có thể trả tiền một căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là con số này càng tăng cao đó có nghĩa là người dân Hoa Kỳ cần phải trích nhiều tiền hơn để có thể trả tiền nhà hàng tháng cho một căn nhà bình thường ở Hoa Kỳ bây giờ nó lên tới mức là 44.5% rồi cao hơn cả thời điểm mà khủng hoảng năm 2006 là 7 nữa các bạn thấy được đó chỉ 42 phần trăm mà thôi có nghĩa là các bạn là 100 đô ở Hoa Kỳ thì 44,5 đô la của các bạn đã dùng để mà trả tiền liên quan đến nhà rồi có nghĩa là à, tiền thuế đất rồi chúng ta phải trả tiền nhà hàng tháng cộng với lại tiền bảo hiểm nhà con số này đó hoàn toàn không có ít đâu và cứ tiếp tục như vậy đó thì người dân Hoa Kỳ sẽ phải mua cái nhà với cái mức giá thấp hơn và cứ như vậy sẽ dẫn đến, đến xu hướng giá nhà sẽ đi xuống cho nên tôi nghĩ là giá nhà khả năng là sẽ tiếp tục yếu đi giảm bao nhiêu phần trăm thường không thể nào nói trước cho các bạn biết được các bạn đã nhớ là thường cũng đi xem nhà cái tê vài tuần nhưng mà cho tới bây giờ đó thuần đã quyết định là sẽ không tiếp tục đi xem nhà và mua nhà nữa thuần sẽ chờ đợi thêm một thời gian nữa xem tình hình như thế nào Thu nghĩ là sẽ giảm tiếp Đó là chuyên cá nhân của Thuận mà thôi thường có thể đón sai nhưng mà đón sai thì thường chấp nhận Tại vì đón sai thường phải mua căn nhà với cái giá cao hơn sau này Nhưng mà nếu như mà giá nhà tiếp tục xuống thì thường có cơ hội để mà mua những căn nhà như muốn hơn Với cái giá nó tốt hơn Và Thuận thì tin xu hướng là như vậy Giảm bao nhiêu thường không thể dám nói hiện bây giờ Và những điều này thì thường chia sẻ với các bạn Tại vì nếu giá nhà mà giảm xuống đó thì người dân của Hoa Kỳ sẽ không có vui vẻ lắm đâu, nhất là tới ngày bỏ phiếu ngày 8 tháng 11 đó. Thì những người mà tái cự có thể là sẽ không như ý muốn. Vì lý do đó, cho nên thùng mới nói là nếu như mà Fed tự nhiên lại không muốn tăng mạnh nữa mà tăng lãi suất nhẹ hơn, thì thùng vẫn nghĩ là sẽ liên quan đến ngày 8 tháng 11 để cho thị trường tốt hơn một chút, giá nhà có thể là đỡ hơn một chút. Tại vì